Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay anh em chúng em sẽ giới thiệu đến các bác một cái mẫu loa là Silchet mang thương hiệu là JBL. Đây là dòng bãi của Mỹ. Vâng, thì đây là cận cảnh bên em mới về được 2-3 đôi đấy ạ. Vâng, về quay ngay cho các bác rất là nóng hổi, nóng sốt. Vâng, đặc biệt cái dòng này được phiên bản nâng cấp nên cũng khá là nhiều chi tiết như làm bằng cái màu cà phê rất là đẹp, chắc chắn. Đặc biệt đây là hàng bãi Mỹ, vì thế các bác yên tâm, em bao zin cho các bác. Và điều đặc biệt mà chúng ta phải quan tâm đó là các bác rất hay quan tâm đến vấn đề nó có cháy hay không. Vâng, thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác là nó không bao giờ cháy, kể cả các bác đấu vào những cái âm ly công suất khỏe hay là những cái đẩy công suất lớn cũng không bao giờ cháy, vì đây là những cái dòng chống cháy tuyệt đối cho các bác đấy. Các bác phải nên nhớ là chống cháy tuyệt đối. Mà đặc biệt cái đôi loa siêu chép này, đây là siêu chép khổng lồ, rất là to, hỗ trợ cho những đôi loa bát 40, bát 50 hoặc các bác có thể đánh được ngoài trời. Vâng, thì hôm nay bên em cũng làm một cái test nho nhỏ, em kết nối với âm ly, vì rất là nhiều bác đang sở hữu âm ly 506 hoặc là âm ly 203 của Jaguar, mà nói chung là Hàn Quốc thì cũng ít thôi, nhưng đa số là hàng của Trung Quốc, vì các bác là sợ vì cái siêu chép này nó là 400W, bác sợ không kéo được. Nhưng em nói các bác là âm ly 203 cũng kéo được nhé, và đặc biệt là 506 cũng kéo rất là tốt, thì các bác yên tâm sử dụng. Khi mà có những bộ dàn mà còn thiếu những cái giải thanh cao mà không được sáng, chúng ta trải nghiệm nó không được tốt, không được dễ chịu, không được thanh thoát, thì chúng ta nên hỗ trợ thêm một cái loa siêu chép. Thì hôm nay bên em lấy một cái ví dụ, đó là một cái đôi loa BMB 2000C, đây là dòng loa bãi Trung Quốc, hình thức rất là đẹp, và một kết nối với một cái âm ly 506 để chúng ta có cái trải nghiệm thực tế nhất. Và em đang phối ghép mới thêm một cái máy nâng tiếng và một đôi loa Pioneer CS88, đây là dòng loa 5 đường tiếng, dòng loa 5 đường tiếng đặc biệt là công nghệ của Nhật. Cái dòng loa CS88 này bên em giới thiệu khá là chi tiết, 5 đường tiếng, một bát 30, một siêu chép kèn và hai chép giấy, và đặc biệt là thêm một cái loa chụp bát 12 cho chất âm cực kỳ sạch. Vâng, sau đây chúng ta sẽ đi trải nghiệm sớm nhất có thể mà bên em setup cho các bác nhé. Vâng, chúng ta cùng trải nghiệm. Các bác hãy cảm nhận những cái tiếng gẩy, âm thanh âm cao. Vâng, bác cảm nhận thấy không ạ? Vâng, rất hay, chỉ cần một âm ly 506 thôi ạ, chứ chưa nói đến những thiết bị cao cấp khác. Vâng, thì bây giờ em sẽ đưa các bác trải nghiệm đến khi mà cái một bộ dàn thiếu chép thì nó sẽ ảnh hưởng đến thế nào nhé. Em tắt chép đi này. Vâng, đây là những bài nhạc đang bị thiếu chép thì chúng ta cảm nhận được ngay ạ. Vâng, rất tối các bác nhé. Mặc dù những đôi loa BMB cũng đang hỗ trợ chép nhưng hầu như là không can thiệp được nhiều. Nghe thì vẫn nghe được nhưng nó không được sáng và không được thanh thoát cái bài nhạc. Chúng ta có thể cảm nhận được khi mà có cái loa siêu chép JBL bản bãi của Mỹ, và đặc biệt là model này ST200 chống cháy tuyệt đối. Bây giờ em lại pha trộn thêm một chút siêu chép, chúng ta cảm nhận nhé. Tất cả những chế độ là giống nhau, nhưng chỉ cần thiếu chép thôi là các bác cảm nhận được ngay. Vâng, các bác thấy không ạ, một đoạn nhạc để cho chúng ta so sánh. Thật sự là khi chúng ta sở hữu những cái đôi loa siêu chép này rất hiệu quả, giá thành hợp lý, và đặc biệt là can thiệp vào những đôi loa mà rất hay bị cháy chép. Có những bác mua những đôi loa về một năm thay không biết bao nhiêu đôi chép, mà mua những đôi chép rất rẻ, 200, 300 rồi 150 cũng có, thì thật sự là nó cháy liên tục, cháy rất là nhiều. Mà khi mà một năm các bác mua mười mấy lần thì cũng bằng gấp mấy lần khi các bác sở hữu một đôi loa siêu chép này mà chống cháy tuyệt đối.
mặt trắng rất đẹp. Đó, thì em cũng muốn làm một video rất là ngắn gọn để chúng ta dễ dàng cảm nhận, dễ dàng so sánh khi mà bên em phối ghép. Vâng, thì phía trên kia là có hai số hotline của Zika Audio. Vâng, địa chỉ của em là Long Biên, Hà Nội, vâng, ở gần bến xe Gia Lâm. Vâng, bạn nào ở gần có thể đến trực tiếp Zika Audio nhé, hoặc gọi theo hai số hotline, hoặc là kết bạn Zalo bên em sẽ tư vấn trực tiếp ạ. Vâng, với cái video này mà các bác nào cảm thấy nó hay thì các bác hãy like và chia sẻ để lan tỏa nhé, giúp bên Zika Audio nhé. Và bên em luôn luôn trân trọng và cảm ơn tất cả những cái tấm lòng của các bác đã dành cho Zika Audio. Vâng, chỉ một âm in 506, một âm in 506 và một cái máy lưng tiếng. Kể cả không cần máy lưng tiếng, chúng ta chỉ cần một âm in 506 thôi. Những bộ dàn còn thiếu chép thì nên hỗ trợ chúng tôi là siêu chép JBL bãi Mỹ ạ. Rất chắc chắn, rất đẹp. Và đôi khi là làm cái vật trang trí cũng rất là đẹp mà tôn lên những đôi loa. Nếu mà nào muốn sở hữu một đôi loa siêu chép hoặc cần tham khảo thì các bác vui lòng để lại số điện thoại trong comment. Thì em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho bác một cách miễn phí và nhiệt tình ạ. Rồi, em lại cho lại một đoạn nhạc các bác dễ dàng cảm nhận. Phải nói là rất hiệu quả, chống cháy tuyệt đối, không bị lãng phí đồng tiền mà khi chúng ta mua một mấy đôi chép một năm ạ. Em tắt chép đi các bác nhé, so sánh luôn ạ. Tôi nghe lại bật lên đây ạ. Vâng, cần đó thời gian cũng giúp cho các bác và anh em cũng tham khảo được phần nào. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video. Vâng, số lượng có hạn thì các bác muốn sở hữu hãy các bác hãy comment thật nhanh để bên em cập nhật và tư vấn cho các bác. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.